Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria cùng với sự tham chiến của Anh và Pháp. Và biên tập viên Nguyệt Hà tại trường quay sẽ cung cấp những thông tin sâu hơn về sự kiện này. Xin mời chị ạ. Thưa quý vị khán giả, như vậy là không lâu sau những tuyên bố cảnh báo mang tính tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Syria đưa ra, Nhà Trắng đã phát động các cuộc không kích cùng với các đồng minh nhằm vào những địa điểm được cho là cơ sở vũ khí hóa học của Syria. Các cuộc tấn công được cho là đòn trừng phạt nhằm phản ứng lại với vụ tấn công bị nghi là bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria vào tuần trước. Và cũng đúng với suy đoán theo cách thường thấy, sau những tuyên bố mạnh mẽ của đứng đầu Nhà Trắng, thì các tên lửa đã được phóng xuống thủ đô Damas của Syria mà Nga không hề được báo trước. Và đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sử dụng đòn trừng phạt tấn công quân sự Syria. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces. Cách đây không lâu, tôi đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một chiến dịch có sự tham gia của Anh và Pháp. Chiến dịch không kích bắt đầu 9 giờ tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam. Nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô Damas của Syria, đi kèm theo là các cột khói bốc cao. Các căn cứ quân sự và các cơ sở nghiên cứu khoa học mà Mỹ nghi là nơi chứa vũ khí hóa học của Syria là mục tiêu tấn công của Liên quân trong đợt không kích đầu tiên này. Tuy nhiên, đài truyền hình Syria cho biết hệ thống phòng không của quân đội nước này đã đánh chặn thành công các tên lửa nhằm vào mục tiêu ở Homs. Do vậy, không có bất cứ thiệt hại nào tại đây. Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời một quan chức Syria cho biết, nhờ thông tin tình báo do Nga cung cấp, chính phủ nước này đã chủ động sơ tán các cơ sở quốc phòng chủ chốt ở thủ đô Damas từ vài ngày trước. Quân đội Syria cũng đã đánh chặn được 1/3 trên tổng số khoảng 30 tên lửa của Liên quân nhắm vào các mục tiêu tại Syria. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được tin quân đội chúng ta đã bắn hạ được 13 tên lửa tấn công vào khu vực ngoại ô thủ đô. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới lực lượng quân đội quốc gia. Hiện đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc. Trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết, Mỹ đã sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk và máy bay có người lái trong cuộc tấn công này. Còn Bộ Quốc phòng Anh huy động 4 máy bay chiến đấu Tornado của Không quân Hoàng gia Anh tham chiến. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, số vũ khí Mỹ sử dụng trong cuộc tấn công lần này gấp đôi số vũ khí so với cuộc không kích năm 2017. Và hiện chúng tôi đang nối tín hiệu trực tiếp với các phóng viên thường trú của Đài truyền Việt Nam tại Mỹ, Trung Đông và Nga để có thêm những bình luận về đợt không kích mới nhất của Mỹ và các đồng minh nhằm vào Syria. Trước hết là với phóng viên Trường Sơn từ thủ đô Washington DC của Mỹ. Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria là gì? Thưa anh Trường Sơn. Thứ nhất là Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc tấn công có sự phối hợp của các đồng minh Nga và Anh và Pháp, ý là Mỹ nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của các đồng minh trong chiến dịch này. Thứ hai là ông Trump nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch tấn công là nhằm thiết lập một sự răn đe mạnh mẽ đối với việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học. Và Mỹ sẽ huy động mọi phương tiện, mọi nguồn lực quốc gia, từ quân sự, kinh tế đến ngoại giao cho cuộc tấn công. Và cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho tới khi chính quyền hiện nay của Syria chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học. Có thể hiểu là hồi năm ngoái, Mỹ cũng đã không kích Syria, cũng sau những cái cáo buộc chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học gây thương vong cho dân thường. Nhưng cuộc tấn công hồi năm ngoái đó đã không đủ tác dụng răn đe và ngăn ngừa chính quyền Syria. Nên lần này, ông Trump muốn thể hiện sự quyết tâm răn đe mạnh mẽ hơn so với đợt tấn công hồi tháng 4 năm ngoái. Xin mời trường quay. Vâng, vậy phía Mỹ đã có những bình luận gì và phản ứng gì sau khi một cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện thưa anh? Thứ nhất là giới chức quân đội Mỹ tuyên bố đợt tấn công thứ nhất đã hoàn thành và ba mục tiêu cụ thể liên quan tới vũ khí hóa học tại Syria được nhắm tới là một trung tâm nghiên cứu tại Damascus, một cơ sở chứa vũ khí hóa học, và thứ ba là một khu vực lân cận của mục tiêu thứ hai, nơi tàng trữ thiết bị vũ khí hóa học và cũng là một cơ sở chỉ huy quan trọng. Một điểm đáng lưu ý là Nga đang duy trì một lực lượng quân sự bao gồm cả binh lính và máy bay tại Syria, thậm chí là sát ở một số cơ sở quân sự của Syria. Và khi cuộc không kích xảy ra, hoàn toàn có nguy cơ là tên lửa của Mỹ gây thiệt hại cho phía Nga.
Khi đó thì tình hình có thể có nguy cơ leo thang thành đối đầu quân sự Mỹ-Nga. Nhưng Tổng tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ đã tuyên bố rằng là quân đội Mỹ xác định các mục tiêu một cách cụ thể nhằm tránh các lực lượng của Nga tại Syria. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết là việc tấn công sẽ được thực hiện tiếp nữa hay không, thực hiện như thế nào thì sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng của chính quyền Syria. Nhưng như đã nói thì Tổng thống Trump đã tuyên bố là chiến dịch tấn công sẽ được thực hiện cho tới khi nào Syria chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học. Nên chúng ta vẫn phải chờ xem là các diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Xin mời trường quay. Vâng, và để có những thông tin trực tiếp từ hiện trường, từ thực địa thì chúng tôi đang nối tín hiệu với phóng viên Anh Phương từ Trung Đông. Thưa anh Phương, tình hình tại thực địa hiện nay ra sao sau các vụ không kích của Mỹ và các đồng minh nhằm vào Syria? Xin chào chị Nguyệt Hà, chào quý khán giả xem truyền hình. Giống như vụ phóng tên lửa Tomahawk vào căn cứ quân sự của Syria cách đây một năm, vụ tấn công này cũng được Mỹ và hai đồng minh Anh-Pháp tiến hành trong đêm tối, thực hiện nhanh để đảm bảo tính bất ngờ. Vậy nên hiện còn quá sớm để có một đánh giá xác thực về những tác động của vụ tấn công. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Syria cho biết là một trung tâm nghiên cứu ở phía đông bắc thủ đô Damascus đã bị tấn công. Nguồn tin từ một số tổ chức phi chính phủ đóng tại thực địa thì cho biết là căn cứ quân sự của lực lượng vệ binh Cộng hòa và sư đoàn 4 tại thủ đô Damascus cũng đã phải hứng chịu các đợt không kích trong chiến dịch vừa rồi. Trong những phản ứng ban đầu thì chính quyền Damascus tuyên bố là tác động của các vụ tấn công ở mức giới hạn. Chưa rõ giới hạn ở đây là mức nào. Nhưng thực ra thì người ta cũng không bất ngờ nếu hậu quả của vụ tấn công là không lớn. Bởi lẽ chính quyền Damascus thì đã ở trong tình trạng báo động cao kể từ ngày 10 tháng 4 rồi, sau khi tuyên bố của Tổng thống Trump. Ngoài ra, hiện các nguồn tin cũng cho biết là các căn cứ của Nga đóng tại Syria hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. Xin mời trường quay. Vâng, dư luận hiện nay đang rất quan tâm tới những phản ứng từ Syria và khu vực trước mắt và trong thời gian tới sẽ như thế nào khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho tới khi Syria chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học. Thưa anh Phương. Trong khi chính quyền Syria lên án vụ tấn công là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, thì một số đồng minh của Mỹ trong khu vực như Israel lại ca ngợi đây là một động thái cần thiết nhằm cho thế giới thấy có những ranh giới đỏ mà các bên không thể được vượt qua tại Syria. Nhìn chung, điều mà khu vực này đang tập trung theo dõi là sẽ có những gì được Mỹ và các đồng minh tiến hành tiếp theo sau đợt không kích rạng sáng nay. Trước đó đã có những cảnh báo từ Trung Đông cho rằng nếu Mỹ lại chỉ tiến hành một đợt không kích rồi thôi, như cách họ không kích bằng tên lửa Tomahawk vào Syria hồi năm ngoái, thì đó sẽ là lợi bất cập hại, bởi nó sẽ tạo ra cho người ta cảm giác là Mỹ và các đồng minh đang cạn kiệt các giải pháp thực sự cho vấn đề Syria. Các bên vì thế đang chờ xem đây sẽ là một chiến dịch ở quy mô như thế nào để có các phản ứng cho phù hợp. Xin mời trường quay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Phương với những bình luận từ Trung Đông. Trước cuộc tấn công ngày hôm nay thì bầu không khí tại Syria đã đượm mùi thuốc súng liên tục trong mấy ngày vừa qua. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến rồn rập từ điểm nóng này. Ngày 6 tháng 4, quân đội Syria không kích các mục tiêu của lực lượng đối lập tại thị trấn Duma, ngoại ô thủ đô Damascus. 70 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có 11 trường hợp gặp vấn đề về hô hấp. Phe đối lập Syria cáo buộc chính phủ sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công tại Duma. Ngày 8 tháng 4, chính phủ Syria gọi đây là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phe đối lập. Cũng trong ngày hôm đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định những thông tin trên là giả mạo, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động quân sự tiến hành dựa trên chứng cứ giả mạo hoặc bịa đặt có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cũng trong ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Syria al-Assad sẽ phải trả giá đắt, đồng thời chỉ trích Nga và Iran hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Assad. Ngày 9 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong vòng 48 giờ tới. Ngày 9 tháng 4, Điện Kremlin cảnh báo đưa ra kết luận về vụ tấn công hóa học ở Syria mà không có thông tin kiểm chứng là một sai lầm và nguy hiểm. Ngày 10 tháng 4 và 11 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể thông qua 3 dự thảo nghị quyết liên quan đến Syria do vấp phải sự phản đối của Anh và Mỹ. Ngày 11 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga các tên lửa của Mỹ đang chuẩn bị nhằm bắn vào Syria. Ngày 12 tháng 4, hết thời hạn 48 giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một cuộc tấn công Syria có thể rất gần, nhưng cũng có thể không quá gần. Ngày 13 tháng 4,
Mỹ và đồng minh đã nã tên lửa vào Syria. Vâng, và điều dư luận hiện đang rất quan tâm hiện nay là phản ứng như thế nào từ phía Nga, một đồng minh trực tiếp của Syria. Và hiện chúng tôi đang nối tín hiệu với phóng viên Duy Nghĩa thường trú của Đài truyền Việt Nam tại Liên bang Nga. Xin chào anh Duy Nghĩa. Nga có phản ứng gì sau khi Mỹ phát động cuộc không kích nhằm vào Syria, nhất là trước việc các cuộc tấn công diễn ra ngay gần các căn cứ quân sự của Nga tại Syria? Vâng, chào chị Việt Hà. Nga hết sức bất bình vì Mỹ đã không hề thông báo trước cho Nga theo thông lệ quốc tế, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây đã tấn công thủ đô của một quốc gia có chủ quyền, đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nhiều năm qua. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thì thủ đô Damascus đã bị tấn công trong lúc Syria đang có cơ hội hướng đến một tương lai hòa bình. Thì cùng ngày thì Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga ông Alexander Sherin tuyên bố Mỹ đã vi phạm mọi quy tắc quốc tế khi tấn công vào Syria. Còn Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga ông Yuri Shuiskin thì đã kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên họp khẩn cấp để lên án chiến dịch quân sự của Mỹ cùng Anh, Pháp tại Syria. Trước đó thì cùng ngày đại sứ Nga tại Mỹ ông Anatoly Antonov đã tuyên bố hành động tấn công Syria lần này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Nga đã cảnh báo và Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả này. Vâng, chị Nguyệt Hà. Vâng, thưa anh Duy Nghĩa, chúng ta còn nhớ là ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tấn công Syria thì Nga đã từng phản ứng rất quyết liệt rằng Nga sẽ tấn công trực diện trả đũa vào các đơn vị của Mỹ tại Syria. Vậy thì động thái của Nga sắp tới sẽ là gì thưa anh? Hiện thì chưa có quyết định cụ thể hoặc là tuyên bố cụ thể gì thưa chị. Có lẽ hiện giai đoạn đầu của cuộc tấn công đã kết thúc một cách chóng vánh và chưa có thiệt hại gì đáng kể từ phía binh lính Nga và của đồng minh là quân đội Syria, nên Nga hiện mới chỉ phản ứng bằng dư luận. Còn tấn công trực diện vào các đơn vị của Mỹ thì chắc chắn Moscow sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi hành động, bởi điều đó đồng nghĩa với cái việc khởi động một cuộc chiến trực diện Nga-Mỹ, điều mà cả hai bên đều không muốn. Sau đây khoảng 1 giờ nữa, tức là khoảng 1 giờ 13 giờ giờ Việt Nam thì Bộ Quốc phòng Nga sẽ có cái phản ứng chính thức về vụ việc này. Vâng, chị Nguyệt Hà. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Duy Nghĩa với những bình luận từ Moscow, Liên bang Nga. Thưa quý vị, theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford, đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc và hiện Mỹ chưa có kế hoạch tiến hành thêm các vụ tấn công nữa tại Syria. Và như chúng ta đã biết là trong cuộc tấn công vào sáng sớm nay thì Mỹ đã sử dụng gấp đôi số vũ khí trong cuộc không kích lần này so với năm 2017, cho thấy thái độ cứng rắn và áp lực gia tăng của chính quyền Tổng thống Mỹ với chính phủ Syria. Và đây cũng được xem là một bước thử thách, một bước thăm dò phản ứng của phía Nga. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những động thái sắp tới từ Nga. Liệu có xảy ra một cuộc chiến trực diện Nga-Mỹ hay các bên liên quan sẽ cùng ngồi lại để cùng tháo gỡ ngòi nổ căng thẳng tại khu vực hiện nay?